Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là kiểu ghế của Hyundai Hàn Quốc. Đây là cái màu màu tiêu chuẩn của quốc tế là cái màu nâu kem nha các bạn. Đây, mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Đây, ghế này là rất là rộng rãi nha các bạn. Đây có một cái thanh đấy giúp bạn có thể là gạt lên gạt xuống là đấy. Ngoài ra thì ghế này nó có thể cho mình ngã được 120 độ nha các bạn. Đấy, ví dụ đây là bình thường nó là 90 độ thì mình có thể gạt này lên nè, gạt cái này lên đây. Cái này lên đây các bạn xem mà nó một tay mình quay nên mình không có gạt nhiều, nó sẽ ngã xuống so với một cái trục của nó là 90 độ này các bạn. Đấy, rất là rộng rãi và thoải mái. Và đây dây an toàn sẽ có trên mỗi ghế. Đấy, cái này thì tùy vào người lớn người nhỏ thì cái này nè nó có chế độ tự rút ra và nó sẽ tự thu lại. Đấy, rất là tiện lợi không các bạn. Ngoài ra thì ghế này nó có một cái móc cho mình treo cái bịch đồ này các bạn. Đây, nó đây nó ghi 1,5 kg cái móc này. Ngoài ra thì đây nó cũng có cho mình để nước nước uống các bạn, các lon nước hoặc những chai nước. Bên cạnh đó thì nó có một cái lỗ sạc USB rất là tiện lợi nha các bạn. Còn chỗ này thì để những đồ dùng hoặc vật cá nhân. Rồi bên cạnh đó thì thế hệ của cái ghế Hyundai Hàn Quốc này thì nó có một cái điểm mới nữa là có cái đồ gác chân. Đây, nhôm hợp kim. Nếu bạn không xài nữa thì bạn có thể là gập nó lên đây. Đấy, theo cái thế hệ đời mới bây giờ thì mỗi dàn ghế thì nó sẽ được bắt lên hai cái ray trượt. Đây, hai cái ray hai bên rất là tiện lợi cho mình có thêm hay là bớt ghế. Đây, gầm của nó thì cái gầm lõm như các bạn cho mình rất là thoải mái khi là dọn dẹp vào vệ sinh.